Chuối đâu mình ngã đây. Thật nhá, cái vỏ chuối đúng không? Nói đồ nào? Nè, là anh mà
cái gì em mà. Thằng này, nó biết vào chuối đây. Nó tấn ăn đúng không? Dạ anh ơi, em không có tình đâu ạ. Em ăn chuối xong em vẫn ở đây thôi chứ anh em đâu có tình làm ngang anh đâu anh. May là mày lắm nhá. Hôm nay tao phải bật mày về đây. Này, đi cô ạ. Mày ơi, mày ơi, mày ơi. Nope. Anh tưởng kế hoạch của anh chưa bị ai phát hiện à? Trời biết, đất biết, và tôi cũng biết đây. Mày là gì? Tao nghĩ đâu. Mà thôi, tóm lại, đừng đi xem chuyện người khác. Chuyện này đi ra nhà khách trai đi. Tôi thích xem chuyện người khác đây, được không? Mà anh muốn đưa anh này lên công an đúng không? Không phải thế đâu, công an đang sắp tới đây rồi. Mày vừa nói cái gì á? Tôi vừa nói là anh không phải đưa anh này lên công an nữa. Cho tốn sức làm gì? Công an đã sắp tới đây rồi. Anh ở đây với em. Công an sắp tới đây rồi. Được rồi, thằng bé trai mày nhớ mặt tao đấy. Đừng người ta còn lần hai. Ừ, em, sao em biết hay vậy? Dễ thôi mà anh. Lúc đấy anh đang đi trên đường. Ê, hai thanh niên này đã theo dõi anh rồi. Và khi ở chỗ ngã ba kia, hai hắn ta đã ra dựng một kế hoạch để lừa anh đấy. Lúc anh đỏ đây với anh tại dụng, lúc anh không để ý, hai chiếc cặp sách đó giống nhau nên anh ta đã tráo hai chiếc cặp sách với nhau để lừa anh đấy. Sao có thế thôi mà anh cũng không để ý nhỉ? Không sao đâu anh à, nhưng từ bây giờ anh ra đường anh phải cẩn thận thận hơn vào nhá. Chả bây giờ ngoài đường nhiều nguy hiểm lắm anh ạ. À, thôi anh về đi, em ra làm tiếp công việc của em đây. À em ơi, có chuyện gì đi anh? Mình này em ở đâu? Để anh muốn về cảm ơn chuyện vừa lễ. Anh nghe anh, một thằng nhặt bé trai như em thì làm rể của nhà chứ anh. Bố mẹ em thì mất từ khi em còn nhỏ. Em mồ côi cha mẹ từ khi em còn nhỏ rồi. Nên em đi nhặt bé trai ở đâu thì em ngủ luôn chỗ đó qua đêm thôi anh à. Hay là chưa biết, mời em về nhà anh để có một lời cảm ơn đối với em nhá. Có được không? À thế anh. Nhưng mà anh ơi, em nhận bên trai, người em bẩn đi này thì em ngại đi nhà người khác lắm anh ạ. Thôi, quan trọng gì đâu em, nhà anh hiếu khách lắm. Với cả vừa nãy em vừa giúp anh một việc như thế, anh muốn cảm ơn em mà. Được rồi, em lên lối đi, để chuẩn bị về anh nhá. Vâng ạ. Chị em ơi. Vâng ạ. Ê, nhà em rồi, em vào đi. Ôi trời ơi, thế kể từ giờ con có em trai à? Đúng rồi con. Vừa anh em, vừa anh.